Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay em quay clip chia sẻ tới cô chú anh chị đằng xa của mình là cái mặt hàng cây giống nha. Cây giống của bên em thì nó đang rất là nhiều luôn nè cô chú anh chị ơi. Cây này em chỉ có một loại thôi nha. Đây là cây trang cam Đài Loan. Bữa nó có mấy cái bông mà bữa nay nó tàn rồi anh chị ơi. Nó đang là đọt nè anh chị thấy không? Đều hết trơn luôn ha. Cây của nó nè. Dỡ cái chậu lên. Cái rễ này nha anh chị. Đó, anh chị thấy cái rễ của nó không? Trắng ra luôn nè, để em để lên cục gạch nhìn cho dễ. Đây là cái rễ của nó ra từ trong chậu nè ha. Này cái lá hồi xưa ghim nó, bây giờ nó khô, nó già nè. Nó lên được một khúc nhiêu đây, hồi xưa ghim nó có tới đây, bây giờ lên được khúc nhiêu đây rồi nè anh chị. Thì cái hàng này là cái hàng ở trong ly. Anh chị mình mua về mình trồng, mình sang qua một cái bầu lớn hơn. Cái chậu giống như thế này nè anh chị. Đó, cái chậu nhựa đen giống như vậy nè. Hoặc là mình đem ra mình trồng thẳng ở ra ngoài đất luôn thì nó đều được hết trơn nha. Thì hôm nay em thanh lý cho nó hết cái lô này luôn để em ương lại cái đám khác. Do không gian của em nó cũng chặt lắm anh chị ơi. Đó, đây em chùm ở trong cái nhàn mũ mà bây giờ em tháo hết trơn rồi, chỉ còn cái lưới giảm nhiệt giảm nắng thôi nè. Đó, thì cái cây này em bán với anh chị mình á giá là 8.000 đồng một cây. Là một cây như vậy bảo sống cho anh chị của mình luôn ha. Đây. Cây này dính rễ cứng quá anh chị ơi. Dở lên cứ ngắt luôn à chị ơi, dở không lên luôn, cứ ngắt luôn à. Đó, anh chị thấy cái rễ nó cứng chưa? Thì giá là 8.000 đồng một cây. Anh chị mà mua em ước chừng cái tiền ship thứ kìa, 8.000 một cây. Anh chị mua thôi 20 cây đi, nói chung vừa bán vừa tặng cho anh chị của mình đi cho nó dễ. Anh chị mua 20 cây trở lên thì em bao ship cho anh chị mình. Thì 20 cây á, nó sẽ là 160.000. Em bao ship cho anh chị mình luôn, vì anh chị mình trồng chơi ha. Thì em 20 cây thì em sẽ có tặng thêm cho anh chị mình ở trong đó là 2 cây nữa. Thì 10 cây em sẽ tặng cho anh chị của mình là 1 cây. Là mình sẽ được 22 cây ha anh chị. Thì em nhắc lại em chỉ có một loại một thôi anh chị ơi. Đây là cây trang cam Đài Loan. Cái loại này bông nó rất là lớn. Ương giống thì nó ra nó cũng tương đối lâu nha anh chị. Cái đám này em ương lâu dữ lắm rồi. Thì trồng ra rồi tới chừng nó phát triển thì nó mới lớn thôi. Đó, nó lớn giống như cái cây giống như này thì nó mới nhanh á, nó lớn rồi nó mới nhanh. Còn cái giai đoạn mà ương nó ra như thế này á thì nó rất là lâu nha anh chị. Còn anh chị nào muốn ương thì mình cứ mua về mình trồng xong rồi mình cắt ra mình ương bình thường, nó không có chết gì hết. Em có những cái video em hướng dẫn cho anh chị của mình ương đó ha. Thì lợi sống của nó rất là cao. Cây trang nó rất là dễ ương anh chị. Nó tốn thời gian của mình thôi. Mình mua 10 20 cây gì đó mình mua về là mình ương ra được rồi. Còn anh chị mua 10 cây thì nói chung không có bao ship được ha. 10 cây nó có 80.000 à. Thì ship thì nó hết 30.000 rồi thì cũng không có bao ship cho anh chị mình được. Thì anh chị mua 10 cây thì trả hộ em, trả phụ em là 30.000 tiền ship nha. Đó. Còn khi em gửi thì em sẽ lựa những cái cây nó đều, nó đẹp. Em gửi trước cho anh chị mình ha. Đa số ở đây là nó bằng gan nha hết trơn luôn nè. Anh chị nhìn nè, nó bằng đều nha hết trơn luôn. Cái lô này nó rất là đẹp. Lô này em chăm kỹ, em tưới nước đồ rất là đều. Nó đẹp lắm anh chị, mình đem ra mình trồng ở ngoài đất hoặc là mình vô cái chậu lớn là nó bén rễ ra, nó lớn nhanh dữ lắm luôn. Anh chị nào có ý định làm hàng rào hay là trồng cái lối đi ra đi vào đó, trồng cái cây nhỏ như vậy nó ngợi, nó đỡ tốn tiền của mình ha. Mình trồng ví dụ như mình trồng cái hàng để mình đi đó thì anh chị trồng tầm khoảng cỡ nửa mét một cây thôi, nửa mét một cây để sau này nó lớn lên là nó khích lệ rồi đó, nửa mét hoặc là 4 tấc cũng được. Cây cam Đài Loan này đặc biệt là nó ra một thân nó rất ít lên bụi nha anh chị. Thường thì nó lên cái thẳng lên cao luôn rồi bắt đầu nó mới đẻ nhánh, mà đẻ nhánh trên đọt, nó đẻ nhánh ở giác đó, nên nhìn cái dưới gốc của nó rất là trống, nó sạch dữ lắm luôn. Nó ra một vài tược thì em chỉ cắt bỏ là nó không có bao giờ thành bụi. Để em quay tượng trưng cho anh chị mình xem nè. Như cây ở đây nè, em trồng được một năm em bứng vô rồi nó bự chà bá luôn, cái gốc nó ít lên bụi lắm nha anh chị. Mấy cái này nè, vừa lú ra cái là mình cắt đi, mình vẽ đi là nó lên suông vậy luôn. Đó, nó rất là sạch. Ở đây thì nó không có cái bông rồi, có cái bông em quay cho anh chị coi cái bông của nó. Mà chắc anh chị cũng biết cái bông của nó rồi á. Cái này biết lắm chứ, chắc bữa hồi em quay cái bông này bữa nay nó tàn. Bữa nay nó chưa nở. Cái bông nó thì cánh hoa nó rất là lớn, hoa của nó màu đỏ cam đó. Anh chị nào mà có chơi bông trang thường anh chị biết rồi. Còn anh chị nào chưa biết thì mình có thể xem lại cái video cũ của em á. Em quay hầu như cái video nào cũng có cái mặt bông của cây trang cam Đài Loan á. Có thể xem mình tham khảo thử. Thì đây là hàng cây giống. Số lượng ở trong đây thì em ước chừng cái này nó khoảng chừng 500 rồi anh chị ơi. Tại vì em ương ra em cũng không có đếm đâu. Số lượng này không tới 500 nữa. Tại vì khúc đằng kia là em mới ương mấy cây phụng hoàng cam. Nếu tới đằng kia luôn thì nó tầm khoảng cỡ 500. Thì thường thường em lấy ra tới cũng đó 500.
mà nó trải ra thêm khúc bên đây nữa. Cái này không đủ 500 nên chị, nó tầm khoảng có 400. Thì anh chị nào muốn mua thì mình nhanh tay ha. Thì 20 cây em mới bao ship, anh chị muốn mua bao nhiêu cây thì anh chị mua. Thường ở những cái video mà em quay mấy cây giống vậy lên nè, em xả ra nó cái giá nó rẻ, anh chị mua rất là nhiều, rất là nhanh. Thì 1-2 ngày là nó hết trơn rồi. Anh chị nào muốn mua thì mình nhanh tay lên ha. Thì bông trang năm nay là do năm rồi nó là bông nó ế quá nên năm nay người ta rất là ít trồng bông nha anh chị. Nên là cây giống người ta cũng hiếm làm dữ lắm. Ở đây thì em làm lâu rồi, em làm hồi trước, hồi của năm rồi nó còn lại đó. Anh chị nào muốn mua thì mình nhanh tay, giá thì 8.000 một cây. 20 cây thì em bao ship, cứ 10 cây thì em tặng thêm cho anh chị mình một cây. Cứ 10 cây thì em tặng cây ha. Cây này bây giờ đặt ra đất là nó lớn, bén rễ liền. Còn anh chị nào mà chưa biết cách trồng á thì cứ gọi cho em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình ha. Cây này trồng rất là dễ, chăm sóc cũng rất dễ luôn chị ơi. Tưới phân rồi tưới nước rồi xịt thuốc chừng chừng nữa là được, dễ lắm. Rồi clip này em xin dừng ở đây. Anh chị nào mà muốn mua mình cứ gọi điện qua cái số em để ở trên cái mục tiêu đài ha. Hiện tại thì cái số đó là của em Vũ bán hàng, thì em cũng ngưng một thời gian nha anh chị, do mắt của em bây giờ em quay chứ giấc này em không có nhìn trong điện thoại. Em mắt của em nó còn yếu lắm nên là nhờ em Vũ em đứng em bán giùm ha. Thì anh chị nào muốn mua cứ gọi qua số đó nó có cái Zalo, anh chị cứ gọi qua bên đó thì em Vũ sẽ chốt đơn cho anh chị của mình và gửi hàng ha. Thì hẹn anh chị trong một thời gian tới nữa, khoảng chắc hết tháng này thì em khỏe lại thì em mới đứng trên máy nha. Rồi cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video của em. Chúc anh chị xem video vui vẻ. Anh chị nào mà mình yêu thích á, mình bấm đăng ký kênh ủng hộ em ha. Rồi em xin dừng video ở đây nha.